Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Ý sách từ 135, dọn phong cách thể thao chưa bao giờ là hết thời. Và đây là xe của anh Trọng vừa độ lại ra một cái siêu phẩm. Lần này là cái chiếc X4 105 đời 4 số còn tài. Anh sơn lại hoàn toàn trong từng góc cạnh. Cùng với đó là những món đồ chơi chất lượng tính từ cái đình đám đến từ châu Âu. Điểm nhấn đầu tiên cần phải nói đó chính là phần tự động con xe. Khi chiếc X4 này được trang bị cái bộ đồng hồ Uma, được sản xuất dành cho những X4 nhỏ sửa sang cơ có dụng, không cần phải chế kéo quá nhiều, rất tiện lợi. Và được tích hợp rất nhiều tính năng đo đạc, mức giá xe máy là tầm 2,5 triệu. Ẩn bên trong cái bóng tối là cái bộ cụm công tắc NVS chính hãng sử dụng cho rất nhiều dòng xe, trong đó X4 105 cả hai đời đi cùng chiếc cụm tăng Domino để cút cán hành trình đi ga, chiếc xe đời banh hơn. Phiên bản màu đen này thì cái phần cụm đã tiêu hết của người chủ, khoảng là 1,8 triệu. Tài thắng đã có sự cướp mặt đáng kể của cụm thắng Rainbow Costa. Mẫu cụm này đem đến khả năng kiểm soát phanh tốt hơn cho chiếc xe. Tuy nhiên là phải cắt khoét một phần dàn áo để cụm không bị gãy cứng. Công đoạn này hầu như những chiếc xe phổ thông nào khi độ cũng phải trải qua, trừ các dòng cơ động trần. Bao xung quanh cái bóng tối ma mị là ẩn hiện hình dáng quen thuộc cụm con tiếp em. Với ngôn ngữ rất đơn giản, mẫu cụm này không cần cắt khoét quá nhiều như ở bên phần tay thắng. Cái con heo dầu Rainbow logo đỏ hai bên xứng kết hợp cùng với đĩa Rainbow Oro tạo nên một cái dàn chân hiện đại, hiệu năng rất mạnh mẽ, thẩm mỹ hơn. Để có được như trên, người chủ chi ra khoản tiền hơn 5 triệu. Dĩ nhiên để có được một những món đồ chơi đẳng cấp kể trên thì chiếc xe cũng không thể vắng mặt cho một kho đi danh giá. Cây phục này được sản xuất dành riêng cho X4 105 sử dụng gắn như sim, hiệu năng nhúng lực trên cả tuyệt vời. Chắc cây phục này ở ngưỡng là 2 củ. Xung quanh cái phần dàn chân còn được sơn mới hơn và nó rất nhiều chi tiết ốc inox sáng bóng đến từ ốc cho đồ thắng. Combo làm bằng titan và quan trọng nhất bộ mâm 5 cây mà chiếc xe này đang sử dụng. Sản phẩm tháo đắp giống như Jupiter phiên bản là siêu hiếm hiện nay và được nhiều anh em chơi xe săn tìm. Và đây chúng ta hãy chiêm ngưỡng cận cảnh cái chiếc Exeter độ cực kỳ đẹp nhé. Sonic 105 tái sức xe buýt với một cái version siêu đình đám. Cái chiếc Sonic 105 độ ở dưới đây được ưa chuộng rất nhiều bên Thái, thiết kế mang phong cách đường phố siêu ngắn gọn, đó là ấn tượng sâu sắc trong cộng đồng chơi xe trong nước và ngoài nước. Đến tận hôm nay chiếc này vẫn được các tay chơi ưa chuộng và làm mới em ấy bằng những bản độ nhẹ nhàng đến thầm hổ. Và con Sonic độ bên dưới đây là một dẫn chứng rất cụ thể. Được biết cái chiếc Sonic 105 độ này được lột xác toàn diện tại một cái lò độ nổi tiếng ở Thái. Tên tổng thể tôi thấy em ấy có một chiếc da màu đỏ khá nổi bật đi cùng bộ tem thể thao trên những áo. Tất cả các chi tiết được trang bị loạt đồ chơi giá trị và chúng ta cùng xem nhé. Cái cụm thắng Rainbow Costa đi cùng với bình dầu rời giúp lực phanh trở nên dịu hơn, ổn định hơn để chúng ta dễ dàng kiểm soát được mọi tình huống. Ta thấy được thiết kế cái phần tay cũng rất sắc sảo trong từng chi tiết. Nó còn được tích hợp chống gãy để hạn chế bộ quẹt. Bên tay con, giúp em sẽ sức tính tỉ, lực bóp dịu nhẹ giúp chúng ta kiểm soát được các bước sang số dễ dàng hơn. Phục trước nó bật chiếc tia vàng ống ánh kết hợp cùng chế giải phục quay mang kiểu dáng thể thao độc lạ. Trang chân mỏng manh gợi cảm hơn với cái nhìn nhôm màu cam khá nổi bật. Việc chơi nhìn nhôm giúp cho một chiếc xe giảm bánh chảy, chạy tốc nhanh hơn. Hệ thống phanh nâng cấp, đĩa đồ chơi kết hợp cùng hiệu Nissin có sự hỗ trợ có vách nhôm CNC gạt công từ máy, độ chính xác khá cao. Góc máy tạo điểm nhấn đội hình ốc vàng đương liền cực đẹp. Hệ thống phanh sau cũng được trao chuốt khá mạnh như bánh lái trước, với đĩa đồ chơi kết hợp cùng hiệu Nissin 2bit được quyết định bằng cái vách nhôm CNC. Chuyên tải lực phanh xuống cơ heo dầu là bộ bên đập Rainbow Bridge tích hợp ở chiếc dầu liền, mang cái nhìn thể thao hơn, hiện đại hơn so với chiếc bên truyền thống bắt buộc phải có bình dầu rời. Ống xả này chỉ dành cho những chiếc xe đổ máy. Ở đây chúng ta thấy được ống xả full titan cực đẹp trong từng khúc nón nghệ thuật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi được video, kịp tiếp nhớ like và subscribe.